Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài thiền múa. Các bạn đã sẵn sàng vào bài tập chưa? Giờ thì chúng ta hãy cho cơ thể của chúng ta được vào trạng thái thoải mái nhất để chúng ta tập bản thiền múa này nhé. Từ từ hai tay được thả lỏng. Chúng ta có thể chọn cho mình một vị trí đứng hoặc ngồi để tập bài thiền múa này. Chúng ta hãy cho cơ thể mình nhẹ nhàng chuyển động, nhẹ nhàng qua trái, qua phải, cho cơ thể mình được mềm ra và được cảm nhận toàn bộ không gian này. Chúng ta có thể quay tròn và từ từ chúng ta cho hai tay đặt như hình ở dưới rốn để cảm nhận năng lượng sâu nhất. Và chúng ta từ từ cho cơ thể tiếp tục được chuyển động mềm mại qua trái, qua phải. Hãy nhớ là chọn cho mình một nơi tập ở ngoài thiên nhiên để chúng ta kết nối được sâu sắc nhất. Và khi chúng ta tập bài thiền múa này thì hãy cho mình một khoảng thời gian nhất định, không nghĩ gì hết, không làm bất cứ công việc gì cả, tất cả chỉ dành cho bài tập này mà thôi. Và từ từ chúng ta tập hàng ngày, chúng ta sẽ cảm nhận được sự vi diệu thay đổi trên chính cơ thể của chúng ta, từ cơ thể ở phía ngoài này đến cơ thể bên trong của chúng ta sẽ có những sự thay đổi rõ rệt. Việc của chúng ta là chỉ cần hàng ngày bỏ ra một chút thời gian để tập mà thôi. Và luôn nhớ rằng bài tập nào cũng cần sự cố gắng, cần sự chăm chỉ. Và chúng ta yêu thích cái bộ môn chúng ta đang theo này thì chúng ta sẽ nhận được một kết quả xứng đáng. Chúng ta hãy chọn cho mình một vị trí ngoài thiên nhiên. Chúng ta ngồi ở tư thế thoải mái nhất, cho cơ thể được hoàn toàn tự do. Và từ từ chúng ta nhắm mắt lại, thư giãn và thả lỏng, cảm nhận và hít vào và thở ra từ từ. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Và giờ hãy đưa mọi sự tập trung vào cơ thể này, quan sát hơi thở, đưa mọi sự chú ý của mình hiện diện tại nơi đây, ngồi tại nơi đây và cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình dễ chịu. Cảm nhận làn gió này, cảm nhận tiếng lá cây, cảm nhận tiếng chim kêu. Cho cơ thể của mình được mềm mại, được thả lỏng. Và từ từ
ta hãy cho chiếc bụng của mình được hóp lại. Hai nách được mở rộng ra một chút. Và chiếc lưỡi được ở giữa miệng. Hai tay để trên đùi được thoải mái. Cảm nhận cơ thể của mình rất là dễ chịu. Đưa mọi sự tập trung của mình vào hơi thở này. Hiện diện cùng hơi thở của mình thoải mái, thư giãn. Hãy cho toàn bộ chiếc đầu của mình được thư giãn nhất. Thả lỏng bờ vai này, thả lỏng chiếc bụng này, thả lỏng toàn bộ đôi chân của mình và toàn bộ cơ thể của mình nhẹ nhàng, mềm mại. Và cho đôi tay của mình từ từ được giơ lên thật chậm, thật nhẹ. Cảm nhận đôi tay này được chạm vào không gian, được chạm vào thiên nhiên nơi đây. Chậm thôi. Và khi tập, các bạn nhớ nhắm mắt lại, chỉ thả lỏng đôi tay và cho đôi tay được từ từ giơ lên. Hai nách được mở rộng ra và chiếc bụng được hóp lại. Và hãy nhớ chiếc lưỡi luôn luôn ở thả lỏng giữa miệng, đôi môi luôn được hé nở. Và nhẹ nhàng cho cơ thể của mình được di chuyển sang phải, sang trái, giơ lên trước và đưa xuống dưới. Nhẹ nhàng, thật chậm, thật nhẹ. Và cảm nhận được cả cơ thể của mình rất là dễ chịu. Cho cơ thể mình được chuyển động thật chậm, thật nhẹ. Thật mềm mại và từ từ, từ từ thôi. Khi các bạn mới tập, các bạn hãy nhắm mắt lại để kết nối được sâu hơn. Chuyển động qua trái, qua phải, lên trước, sang hai bên, đưa ra đằng trước, hãy nhớ. Khi nào sẵn sàng thì từ từ cho cơ thể của mình được đứng dậy thật chậm, thật nhẹ, nhẹ thôi. Hãy nhớ đưa toàn bộ tâm trí của mình hiện diện tại nơi đây, quan sát mọi cử chỉ của chúng ta. Chiếc bụng luôn được hóp lại. Hai nách được mở rộng ra để cảm nhận toàn bộ năng lượng ở đây. Và chiếc lưỡi luôn ở giữa miệng
đôi môi hé nở nụ cười và đôi bàn tay từ từ cho chạm vào không gian này. Thật chậm, thật nhẹ. Hãy cho cơ thể của chúng ta được thả lỏng toàn thân và cảm nhận thiên nhiên ở xung quanh nơi đây. Đôi tay của mình được chạm nhẹ nhàng vào không gian này, cảm nhận từng làn gió, cảm nhận từng làn gió mát đi ngang qua cơ thể này. Thật mềm mại, thật uyển chuyển. Và toàn bộ cơ thể của chúng ta nhẹ hơn nữa, chậm hơn nữa. Chúng ta hãy nhớ nhắm mắt lại để cảm nhận đôi tay này cùng với hơi thở của chúng ta được hòa quyện là một và luôn luôn chiếc bụng được hóp lại, hai nách được mở rộng ra và chiếc lưỡi luôn luôn ở giữa miệng. Và từ từ cho cơ thể được chuyển động nhẹ nhàng, mềm hơn nữa, dẻo hơn nữa, chậm thôi, nhẹ thôi. Thank you.
Khi chúng ta vào trạng thái để tập bài thiền này thì chúng ta cho cơ thể của chúng ta được kết nối với thiên nhiên. Toàn bộ cái năng lượng gốc của bên trong của chúng ta sẽ được kết nối với năng lượng ở nơi đây, và chúng ta được hòa quyện vào thiên nhiên, vào không gian này. Hoàn toàn không có nhạc, mà tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng chim kêu chính là nền nhạc cho chúng ta. Và khi mỗi bản thiền múa chúng ta kết nối ở một nơi khác nhau, sẽ có những điệu thiền khác nhau, điệu múa khác nhau. Và khi về nhà, chúng ta có thể chọn một bản nhạc mình yêu thích để đưa vào. Chúc các bạn có một bài thiền múa cho riêng mình thật đẹp, thật quyến rũ và thật là hạnh phúc.